Xin chào thầy và các bạn, em tên là Dương Văn Tĩnh. Bài của hôm nay em làm đó là bài điều khiển nét đơn. Bài này là bài 16 nét đơn. Đây là phần cứng em kết nối. Pick một xem cho 57. Tại anh nguồn nút nhấn. Em dùng block C với block D để kết nối với 16 lên. Từ nét 0 đến nét 7 em kết nối với block C. Từ 8 đến 15 em kết nối với bậc D. Đây là phần cứng của nó. Mình lấy 8 con điện trở đi một lúc cho nhanh rồi. Điện trở mình lấy 330 ohm. Đây là code của nó. Giống như thường lệ Glue 1C887, Fill, HS, U, Delay. Thì đây mình biết thành các chương trình con sáng sáng dịch, sáng dần, tắt dần, chớp tắt. Thì đây ở chương trình chớp tắt các bạn xem, chương trình chớp tắt, chương trình con chớp tắt của mình. Bọc C, bọc D là điều khiển 16 led hả? Từ đến 0 đến, từ đến 0 đến led 7 là bọc C, từ đến 0 đến led, từ đến 8 đến 15 là bọc D. Thì ban đầu chớp tắt thì mình cho nó sáng hết trước hả? Thì output C, output D mình cho không có hết là sáng hết. Thì sau đó mình delay, mình cho nó khoảng delay một khoảng 500 mili giây thôi. Mili giây. Thì sau khi sáng thì cho tắt hết. Thì tắt hết thì cho bằng 0, output C, output D bằng 0 cũng delay luôn. Đây là chương trình con chớp tắt của mình. Chương trình con thứ hai của mình đó chính là sáng và tắt dần. Sáng dần và tắt dần. Đây. Đây chính là cốt sáng dần nè. Mình cho một dòng là for. For thì N16, N lớn hơn bằng 0, N trừ trừ Y bằng 0, X, V, F. Với dịch N, dịch N lần R16, dịch 16, dịch ở bậc C, ở bậc C thì mình xuất Y. Còn ở bậc D thì mình xuất Y, dịch đi 8, dịch phải. Dịch phải 8, thì mình cho delay. Thì dưới đây, đây là tắt dần. Tắt dần thì ngược lại, mình cho chạy từ 0 N bằng 0, đến N bé hơn bằng 16 là cộng cộng. Toàn bộ là giống hết dịch là toàn bộ phần này là giống như sáng dần à. Chỉ lại đang 10 à. Còn chương trình con thứ ba của mình đó như là sáng dịch. Sáng dịch. Đây. Các bạn xem. For là bằng 16, nó là bằng 0, nó trừ trừ Y bằng 0, x 8, 0, 0 8, 0, 0 là sao? Tức là 16 con nét, có một con nét sáng thôi. Có một con nét sáng thôi. Dịch cái dịch in là 16, dịch 16 là dịch bên kia, dịch cha. Cái code này nó cũng tương tự nhau, không như phức tạp. Thì ở đây vào chương trình chính, vào chương trình chính thì đầu tiên chúng ta cần làm là set chip box. Thì đây mình dùng box C, box D là hai box gọi ra, dùng cho bằng không hết, set chip C không, chip D không, cho bằng lọc while chu ha. Cái gì những con này mình cho lặp đi lặp lại để mình bỏ vào trong while chu. Chớp tắt là chỉ con chớp tắt của mình đây, chỉ những con sáng dần tắt dần, chỉ những con sáng dịch. Giờ mình thử cho nó chạy xem các bạn xem ha. Thầy anh 20 mê. Các bạn xem lại. Tiếp là chớp tắt. Chớp tắt. Sáng dần. Tắt dần. Sáng dịch. Dịch. Cho delay hơi nhanh, mình giảm delay xuống xíu. Cho 200 nha. 200. 200. Mình cho 200 đi dịch lại. Lại sáng dần tắt dần, sáng dần tắt dần. Sáng dịch.
Rồi mình đã demo xong về điều khiển led đơn rồi. Xin chào thầy và các bạn.